Xin chào các tình yêu của Trang. Trong video ngày hôm nay, Trang sẽ giới thiệu một bình quà swap tới từ một bạn nào đó không có tên gửi cho mình. Bắt đầu thôi, let's go. Đây là bình quà của em ấy. Thì bây giờ trong cái video cuối hàng.